quý vị, nhân dịp qua Thái Lan, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với một số người Việt tị nạn tại đây. Đời sống của họ như thế nào? Chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi một vài cuộc trò chuyện sau đây. Trong khi khắp nơi đang chuẩn bị đón Giáng sinh, thì vẫn còn rất nhiều tù nhân lương tâm tị nạn tại Thái Lan sống trong tâm trạng bất an cho số phận của mình, không biết sẽ ra sao trong thời gian tới. Con không biết tại vì con ở đây không quen biết ai nhiều, nhưng thì qua đây con rất lo sợ vì vợ con bị bắt, tại giờ con mới qua thì giấy tờ vợ con chưa có, tại có nhà ở trong nhà không, với hai đứa con nhỏ nè, ở đây bệnh hoạn hoài mà về Việt Nam thì không được. Hiện nay tại Thái Lan có khoảng 1.500 người Việt Nam đang tị nạn vì lý do chính trị và tôn giáo. Hầu hết họ đều chạy trốn nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vì bị công an quấy nhiễu, tìm cách triệt đường sống của họ sau khi ra tù. Ông Phan Ngọc Tuấn tại Phan Rang bị kết án 5 năm tù chỉ vì đấu tranh cho quyền lợi công nhân tại công ty Nam Thành. Sau khi ra tù, ông vượt biên đến Thái Lan đã được 1 năm 2 tháng. Họ quản chế rất là chặt. Những người mà tiếp xúc với tôi đó đều bị công an tìm đến và tra vấn, khiến cho dòng dòng những cái người thân quen của tôi đều phải xa lánh tôi, có cái cách là họ cô lập, và thậm chí là tôi đi tìm công an việc làm để sinh sống thì cũng chẳng ai dám thuê tôi cả. Đó là cái gánh nặng cho nghề già của tôi, cho nên tôi không chịu nổi và tôi đào thoát sang Thái Lan. Trường hợp Trần Hồng Giang bị 15 năm tù vì tham gia tổ chức Việt Nam Tự Do của ông Nguyễn Hữu Chánh đến Thái Lan ngày 15 tháng 3 vừa qua. Con ở tù 15 năm vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước, chính Đảng Cộng sản áp đặt tội danh khủng bố. Hay Đỗ Phi Trường, thành viên của Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự Quyết, đến Thái Lan đã được 6 tháng. Tham gia các cuộc biểu tình tới 2016, qua các cuộc bị bắt và đánh đập nhiều lần, và thời điểm cuối 2016 tôi tham gia vào một tổ chức là Liên minh Dân tộc. Hôm tháng 10 rồi các anh em đều đã bị bắt và đưa ra xét xử. Một người tị nạn khác là con của tù nhân lương tâm Vương Văn Thả cũng phải đào thoát trong khi cả nhà đều bị bắt. Cha bị kết án 12 năm tù giam, 3 năm quản chế, em trai bị 7 năm tù giam và 3 năm quản chế. Tại vì ở Việt Nam có lệnh bắt con và có những cuộc gọi của công an an ninh á, gọi con rồi con thấy không ổn trước sau vậy, tại vì hiện tại con đang hưởng án treo. Nếu mà con không đi thì con cũng bị bắt, với lại thứ nhất, thứ hai nữa là tía con bị đánh đập tra tấn ở trong tù rất là dã man, họ bắt con phải ký kết biên bản không cho cung cấp tha ra bên ngoài. Nếu mà con cung cấp họ phát hiện được họ sẽ bắt con. Rồi trong khi đó con muốn đi để nói lên những cái mà bất công của tía con đang bị. Mà con đi qua Thái tới giờ là hơn 11 tháng, gia đình con không được gặp mặt tía con. Và hỏi tại sao không được gặp mặt thì nói là lý do tía con không chịu mặc áo tù. Cuộc sống của họ tại đây là những ngày dài chờ đợi. Khi đến Bangkok, họ phải ghi danh với Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, chờ khoảng 3 tháng để được phỏng vấn. Sau đó, chờ thêm 3 đến 6 tháng nữa để nhận quyết định. Nếu có quy chế tị nạn, họ lại phải chờ từ 3 đến 5 năm để được cứu xét định cư. Người không quy chế tị nạn thì không có cơ hội định cư. Chờ kết quả từ Cao ủy. Hiện tại thì con được Cao ủy Liên Hiệp Quốc phỏng vấn con, nhưng con đang chờ kết quả. Tôi đã nộp quy chế, nhưng mà dù tôi có thể của Cao ủy cấp đi chăng nữa thì đối với cảnh sát Thái Lan tôi vẫn là cái người nhập cư bất hợp pháp. Nhưng dù thuộc thành phần nào, họ cũng phải tự tìm kế sinh nhai. Cao ủy tị nạn chỉ cấp giấy chứng nhận, nhưng không cấp tiền. Đa phần, họ sống trong những khu nghèo, xa thành phố. Trong những căn nhà trọ rẻ tiền, họ ở thành từng nhóm nhỏ với nhau. Mặc dù có giấy chứng nhận của Cao ủy tị nạn, họ cũng không được phép đi làm. Ngoài tiền hỗ trợ của các tổ chức hay những mạnh thường quân có dịp ghé sang Thái Lan, họ phải tự tìm việc làm để sinh sống, như làm các nghề xây dựng, giúp việc hoặc nhặt rau ngoài chợ, hay làm những việc thủ công như anh Đỗ Phi Trường đan những chiếc khăn quàng nhờ những người Việt hải ngoại mang về quốc gia định cư để bán dùm. Những thu nhập này tuy không ổn định nhưng cũng giúp họ sống qua ngày. Đời sống bây giờ rất là khó khăn, tại vì chính phủ Thái không có cho người tị nạn đi làm việc. Rất là khó khăn vô cùng. Không chỉ riêng mình tôi mà tất cả những anh chị em nào đào thoát sang Thái Lan này tị nạn cộng sản ra đi vì bị trù dập
bởi không chấp nhận chế độ cộng sản. Nhưng tâm nguyện của mọi người đều là tiếp tục đấu tranh dù ở bất cứ nơi đâu. Thì luôn luôn lúc nào cũng có dòng máu đấu tranh mà, tại vì quê hương đất nước mình. Nếu như còn cộng sản thì sẵn sàng dù bất cứ nơi nào cũng phải đấu tranh. Từ Thái Lan, Từ An, tường trình cho đài SBTN.